quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Phiên tòa chống độc quyền của Google, thẩm phán phải đối mặt với sự chỉ trích về vụ án mang tính chất che giấu bí mật. Cựu cố vấn IRS bị buộc tội tiết lộ tờ khai thuế của Trump và những cá nhân giàu nhất quốc gia cho giới truyền thông các hãng ô tô lớn phản đối mạnh đề xuất tăng tiết kiệm nhiên liệu của chính quyền Biden. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vụ kiện chống độc quyền hiện đang diễn ra với sự dẫn đầu của Bộ Tư pháp chống lại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Google. Vụ kiện này đang thu hút sự chú ý và chỉ trích rộng rãi do sự bí mật và giới hạn đáng kể về khả năng tiếp cận của công chúng, khiến thẩm phán quận Hoa Kỳ Amit Mehta trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi. Theo thông tin của tạp chí Forbes, phiên tòa chống độc quyền của Google đang diễn ra trong một bầu không khí bí mật và kín đáo, khiến các nhóm vận động và công chúng bày tỏ sự lo ngại về tính minh bạch và sự công bằng của quá trình tố tụng. Cuộc kiện này liên quan đến việc Google bị cáo buộc sử dụng các thỏa thuận độc quyền với Apple và các nhà sản xuất điện thoại khác để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm cạnh tranh. Tuyên bố mà Google đã phủ nhận và thay vào đó họ cho rằng các thỏa thuận này không hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng và chỉ đơn giản cung cấp các công cụ tìm kiếm tốt hơn. Tẩm phán Amit Mehta đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì quyết định thường xuyên niêm phong phòng xử án, một hành động được cho là quá tôn trọng yêu cầu của Google và các bên liên quan như Apple. Các nhóm vận động đã thể hiện lo ngại về việc công chúng có thể không có quyền tiếp cận liên tục đối với các phiên điều trần quan trọng bao gồm cả những phiên điều trần liên quan đến các giám đốc điều hành hàng đầu của Apple. Mặc dù một số tài liệu vụ án có thể được tìm thấy trực tuyến sau khi được xóa khỏi quyền truy cập công khai, tòa án vẫn tiếp tục hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu này. Đáp lại những chỉ trích, thẩm phán Meta đã tuyên bố rằng ông phần lớn dựa vào các nguyên đơn, những người đại diện cho lợi ích của công chúng, để thông báo cho ông về bất kỳ phản đối nào đối với việc tổ chức phiên họp kính. Ông ta nhấn mạnh sự phụ thuộc của mình vào các luật sư của chính phủ để chống lại những nỗ lực lặp đi lặp lại của Google và các công ty công nghệ khác để tiến hành các thủ tục tố tụng đằng sau cánh cửa đóng kín, với lý do rằng ông thiếu quả cầu pha lê để biết điều gì sắp xảy ra trong lời khai. Phiên tòa không có bồi thẩm đoàn và đã bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Cuộc kiện này đã cung cấp cái nhìn thoáng qua về cuộc chiến của Google để duy trì vị thế là người gác cổng Internet lớn, một vị thế mà Bộ Tư pháp cho rằng đã được duy trì thông qua các thỏa thuận hạn chế và bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc duy trì sự bí mật đã khiến công chúng và các tổ chức tin tức không có khả năng theo dõi cuộc tòa kéo dài 10 tuần này và họ phải phụ thuộc vào các phóng viên có mặt tại tòa án liên bang ở Washington để chuyển tiếp thông tin, thường xuyên gặp phải một phòng xử án kính công chúng. Điều này thật trớ treo khi đối tác của Google lại chính là một công ty hoạt động trên mạng. Một cựu cố vấn của sở thuế vụ IRS đã bị buộc tội tiết lộ hồ sơ thuế của cựu tổng thống Donald Trump cho tờ New York Times khi ông ta còn đương chức, các công tố viên liên bang cho biết hôm thứ sáu, Bộ Tư pháp xác định nghi phạm là Charles Littleton, 38 tuổi, cư dân Washington DC. Trong đường khiếu nại liên bang. DOJ cho biết Victor đã tiết lộ tờ khai thuế của hàng ngàn cá nhân giàu có nhất quốc gia cho các tổ chức tin tức và thông tin thuế liên quan đến một quan chức chính phủ cấp cao cho một cơ quan báo chí khác. Fox News được biết tổ chức tin tức thứ hai nhận được thông tin thuế bị đánh cắp là ProPublica, một nhóm báo chí điều tra phi lợi nhuận có trụ sở tại thành phố New York. Tài liệu tòa án cho biết các tờ khai có niên đại hơn 15 năm, các công tố viên liên bang cho biết ông ta bị cáo buộc đã đánh cắp các tờ khai thuế từ năm 2018 đến 2020. Trump không có tên trong đơn khiếu nại. DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí, Little bị buộc tội tiết lộ trái phép các tờ khai thuế và thông tin khai thuế. Nếu bị kết án, ông ta phải đối mặt với hình phạt tối đa 5 năm tù. Tổng thanh tra kho bạc về quản lý thuế, TIGTA, cơ quan giám sát nội bộ của IRS, đang điều tra vụ việc. UJ từ chối bình luận về vụ việc. Thượng nghị sĩ Mike Crapo của Idaho, thành viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Tài chính Thượng viện, nói với The Wall Street Journal rằng các biện pháp bảo vệ của IRS đã không ngăn chặn được hành vi vi phạm trắng trợn quyền của người nộp thuế. Ủy viên IRS Danny Warfel sẽ không bình luận về các vấn đề pháp lý đang chờ giải quyết. Ông nói, bất kỳ việc tiết lộ thông tin người nộp thuế là không thể chấp nhận được. IRS đã đưa ra các giao thức và biện pháp bảo vệ mới nhằm thắt chặt an ninh và công việc tích cực của chúng tôi trong lĩnh vực quan trọng này vẫn tiếp tục nhằm bảo vệ thông tin thuế và tài chính của người nộp thuế. Littonson đang làm nhà thầu cho cơ quan thuế khi ông ta bị cáo buộc đã đánh cắp tờ khai thuế của Tổng thống Trump và đưa chúng cho New York Times. Tờ báo đã đăng một số câu chuyện về thuế của Trump. Trước khi ông rời nhiệm sở, vào tháng 9 năm 2020, tổng thống Trump bảo vệ lịch sử thuế của mình, nói rằng ông đã trả hàng triệu đô la cho sở thuế vụ và lập luận rằng ông có quyền được hưởng các khoản tín dụng thuế như những người khác. Sau một bài báo của New York Times cho biết ông không phải trả thuế thu nhập nào trong 10 trong số 15 năm trước đó. Quý vị thân mến, các hãng ô tô đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối đề xuất của chính quyền Biden về việc tăng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đến năm 2032 và dự đoán rằng điều này có thể gây ra các khoản tiền phạt lên đến hơn 14 tỷ đô la cho ngành công nghiệp ô tô. Liên minh đổi mới ô tô đại diện cho các hãng như General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai và các hãng khác cho rằng đề xuất về tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình do Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia đưa ra vượt quá khả thi tối đa. Họ dự đoán rằng các nhà sản xuất ô tô có thể phải trả tổng cộng hơn 14 tỷ đô la tiền phạt, không tuân thủ, từ năm 2027 đến 2032. Theo nhóm này, các khoản tiền phạt sẽ ảnh hưởng đến cả xe tải nhẹ và xe chở khách trong giai đoạn từ 2027 đến 2032. Các tài liệu mà Reuters đã tiếp cận cho biết các tập đoàn ô tô lớn ở Detroit bao gồm GM, Ford và Stellantis, công ty mẹ của Chrysler, có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt CAFE, chuẩn tiết kiệm nhiên liệu của ô tô, khoảng 10 tỷ đô la trong giai đoạn này. Toàn cầu, các nỗ lực để giảm lượng khí thải từ các phương tiện giao thông và chuyển đổi sang sử dụng xe chạy điện đang gặp phải sự phản đối vì lo ngại về chi phí. Trong khi đó, các bộ trưởng Liên minh châu Âu đã đồng ý giảm đề xuất về lượng khí thải của các phương tiện mới một người phát ngôn của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao Tốc Quốc gia NHTSA cho biết, ước tính của họ phản ánh dự báo của các nhà sản xuất ô tô và tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi. Người phát ngôn cũng lưu ý rằng các nhà sản xuất ô tô được tự do sử dụng xe điện để tuân thủ và tránh bị phạt hoàn toàn. Hồi tháng 6, Reuters đã thông tin rằng Stellantis và GM đã phải trả tổng cộng 363 triệu đô la tiền phạt CAFE vì không tuân thủ các yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu của Hoa Kỳ đối với các mẫu xe trước đó. Mức phạt này bao gồm 235,5 triệu đô la đối với Stellantis cho các mẫu xe 2018-2019 và 128,2 triệu đô la cho GM trong năm 2016 và 2017. Các tập đoàn ô tô cho biết rằng số lượng phương tiện và nhà sản xuất không tuân thủ dự kiến vượt quá lý do và nói một cách đơn giản sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng Mỹ mà hoàn toàn không có lợi ích gì về môi trường hoặc tiết kiệm nhiên liệu. Họ cũng dự đoán rằng việc tăng giá trung bình dự kiến 3.000 đô la đối với các phương tiện ngày nay có khả năng làm giảm doanh số bán hàng và tăng tuổi thọ trung bình của các phương tiện trên đường của chúng ta. Những lời chỉ trích tương tự đã được đưa ra đối với đề xuất của cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA yêu cầu 67% phương tiện mới phải chạy bằng điện vào năm 2032. Các tập đoàn ô tô đã gọi đề xuất này là không hợp lý và cũng không thể đạt được. Và Toyota đã gọi các yêu cầu nghiêm ngặt trong đề xuất của EPA là các chuẩn mực lịch sử cực đoan và bề ngoài.